Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Jack Smith. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình phá đảo game này nào. Let's go. Ngày mấy rồi ta? Ui, hôm nay chúng ta có một cái cây đinh ba của vua Thủy Tề các bạn ạ. Wow. Để xem. Ngày mấy rồi nhỉ? Hồi nãy bị quên. Người bạn chó ai tiếp tục tới. Rồi, có hệ choáng này, hệ thường này. Toàn nhiều hệ choáng các bạn ạ. Đây, hôm nay thì mình sẽ xây dựng hệ choáng nha mọi người. Đa phần là những vũ khí hệ choáng. Đấy, mới vào chắc là có cây đinh ba rồi. Mấy con vũ khí mới này, hệ nước à, ok. Mình sẽ test thử với lại gold đi. Bởi vì mọi người có kêu mình ấy, là để dành kim cương cho mấy ngày cuối. Nhưng mà mình nghĩ là một ngày thì mình vẫn cứ nên xài một cái món đồ thường là được các bạn ạ. Một ngày xài một món đồ kim cương á, chứ không để mốt nó cũng bị dư à. Một món đồ kim cương còn lại là vàng đi. Chứ mấy ngày cuối thì mình nghĩ là cũng thế thôi, đánh boss thì cũng vậy thôi mọi người ạ. Không cần thiết là phải dùng nhiều đồ đâu. Tiếp theo là một cái rìu, sao nào, rìu choáng nhá. Mấy cái đồ này mình còn chưa xây xong nữa các bạn ơi. Đấy. Tiếp tục là chế cái này, đập nhìn không biết đập như nào. Đập ở trên trước này. Đập này chuẩn không vậy các bạn? Mình nhìn nó cứ sai sai á. Rồi lại một cái chùy chọa, một cái rìu choáng cái này. Đấy. Cứ rìu choáng và dã thôi các bạn. Rồi trong lúc đấy thì chắc là mình sẽ vào shop mình mua thêm một ít đây một ít o sắt. Đó. Hiện tại thì cũng còn dư khá là nhiều. Rồi bắt đầu lắp cái này. Cái này lắp mới khó này các bạn. Đây mình còn dư khá là nhiều cái đồ choáng cái này. Ui ui. Grit à. Đây mấy cái đồ choáng mình rất là nhiều. Ui. Thôi xong rồi. Vỡ alo rồi các bạn ơi. Thôi toang rồi. Ui, thôi xong từ từ đã. Mấy cái này gần xong rồi. Ui. Chết rồi. Lâu quá không chơi các bạn. Mấy hôm chơi giờ quay lại làm được cái đồ này dễ vỡ mồm nhá các bạn. Trời ơi, cùi quá. Đây. Mình phải kéo mấy cái này trước đã. Làm được cái cây đinh ba của Tây Hải Long Vương. Nhưng mà nhưng mà nó lạ lắm các bạn ạ. Mấy cái này là mình ghép không được 100% thế này. Xem nào. Một cái khiên à. Ui. Được cái khiên đấy chứ. Cái khiên ngon đấy chứ. Khiên choáng này. Ok, mình sẽ làm cái khiên kim cương đi. Mình nghĩ là cần đồ kim cương ấy, một cái cung nữa. Cung cung sắt đi. Mình thấy có con hệ sắt đây này. Ok, mình chỉ cần làm một món đồ kim cương thôi, còn lại thì mình sẽ làm đồ thường cũng được các bạn ạ. Đấy, mấy cái này thì mình hay bị lỗi đó các bạn ạ, hy vọng là không bị lỗi. Ok. Cứ phập trước đi ha. Trời ơi, ở đây. Perfect này, ngon. Ui bắt đầu tay bắt đầu nó hơi run rồi đấy. Ok. Hơi tệ các bạn ạ. 198.94 à. Cũng tạm. Xem nào. Một cái chùy gai. Chùy gai thì hơi khó làm. Chùy gai hệ nước cũng được. Vàng đi. Đó. Tiếp theo là mình sẽ lắp cái rìu này. Cái rìu này thì không sợ lắp nó bị lệch nhá mọi người. Cái rìu này lắp thì không sợ bị lệch. Mình chỉ sợ lắp cái rìu này ấy thôi, nó không sợ bị ngược. Cái rìu kia thì sợ bị ngược nhá, còn cái rìu này thì không sợ bị ngược lắm. Perfect này. Perfect này. Perfect awesome à. 3 lần 100 không? 196.99 à. Cũng được nhá. Ui chết chết cái khiên. Cái khiên gần hỏng các bạn ơi, cái khiên kim cương này không để hỏng ở đâu nha. Từ đó mình thấy cái này. Ui xong rồi, không sao. Hơi nứt một chút thôi. Chắc là không sao đâu. Ui, làm nhiều cái một lúc quá các bạn ơi. Được, thế thì mình sẽ làm cái này nốt đi. Tránh cái tình trạng nó bị nứt. Có một món đồ nó sẽ bị nứt ấy, mà mình không biết là món nào. Tí nó vào thì mình sẽ biết. Nhưng mà nó không quá đáng lắm đâu các bạn ạ. Cái nung nó không quá đáng đâu. Cái này tỷ lệ 100% khá là cao này. Để xem nào. Nước à. Nước hoặc là nước đi. Mình sẽ làm một cái khiên nước các bạn. Đúng là một trận chiến của Thủy Tề đấy chứ. Tây Hải Long Vương. Ok. Rồi xem nào. Cánh quạt à. Choáng này, cái choáng này khá là nhiều đấy các bạn. Mình không biết lắp thế nào cho nó chuẩn.
Chỉ grid thôi à? Vẫn lệch kìa các bạn. 100, 109 mấy? 93 hay sao ấy? Ui giời ơi. Cái cung này bị lệch này các bạn. Đấy các bạn, à cái cung này bị nứt này. Các bạn để ý không? Thấy nó hơi nứt nứt một chút xíu. Nhưng mà may quá. Cái cung này thì gọi là dễ chế tạo ngon. Nước nhá. Đó. Một chiếc cung nước này. Ui. Đồ này toàn đồ thủy tê đấy các bạn ạ. Một chút máu đuôi chuồn chuồn đi. Ui. Vãi. Tôi xong rồi các bạn ơi. Quá là một ngày cùi bắp của Vũ Lít. 91, 192 ạ. Vãi nổi, cái này mới khó làm đây này. Cái này may quá nó vẫn để công thức lại để cho mình nhớ ấy. Nó không để công thức lại thì cũng hơi khó nhớ thật. Không biết là ai có dễ nhớ hay không, nhưng mình thấy hơi khó nhớ rồi đấy. Đó, nhưng không sao. Người ta có câu là bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, bôi mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Ê, nhìn cũng được chứ nhỉ. Nhìn có đâu đến mức độ tệ đâu đúng không các bạn. Đó. Nhìn cũng ok mà. Phải làm cái này á. Mình nghĩ là mình nên, ui chết rồi. Mình nghĩ là mình nên mua thêm đồ các bạn ạ. Cái, ui ôi, cái tên này mà thua là dở người lắm ấy nha. Ôi. Vãi ạ. Thế là bao nhiêu phần trăm này? Vẫn cười các bạn ạ. 194, 85. Vẫn cười. Ôi. Đóng cửa. Thà chóa. Trời ơi. Ê, phải xài skill liên tục quá nha. Giờ thắng bại là tại cái việc kia. Đây mọi người có kêu là mình phải chịu khó nhặt lên. Không nhặt là không ổn đâu. Đó. Chịu khó là nhặt mấy cái này nhá, không nhặt nó không cho đâu. Nên phải tranh thủ nhặt các bạn ạ. Giật nó, giật nó. Đấy, có pháo phía các thứ là dùng nhanh. Cái pháo số 1 sao giờ nó hồi nhanh vậy các bạn. Cái pháo số 1 hồi rất nhanh và đẳng cấp luôn đấy các bạn. Cái pháo số 3 một lần, 3 lần pháo số 1 bằng một cái pháo số 3. Ôi nó cho quà nhiều quá. Hồi máu. Ê, mình nghĩ là không sợ đâu nha. Mình nghĩ là không sợ đâu nha các bạn. Không cần phải làm đồ kim cương luôn đấy. Cái đội quân của mình nó mạnh vãi chưởng. Ui con này bắt đầu tới con to này. Tới với con này bắt đầu mệt thế này. Cho hồi máu tí đi. Ơ sao đánh vẫn nhanh ấy nhỉ. Mình tưởng là mấy con này nó phải bá đạo lắm chứ. Rồi gặp anh Z rồi. Gặp Cristiano Ronaldo rồi anh em ơi. Ơ kìa. Sao vẫn cảm giác vẫn có thể là vượt qua được nhá. Vượt qua được nha các bạn. Rồi gặp gà sinh tồn rồi anh em. Con này nó bắn nguyên một dàn luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn thắng. Wow. Sao lại có thể easy như vậy được nhỉ. Hồi máu nào. Bắn sấm sét. Ủa. Thậm chí là mình thắng là mình còn nhiều máu luôn đấy các bạn. Vãi. Thế là mình lo hơi xa rồi đấy. Rồi gặp chư bắt giới rồi anh em. Easy easy. Easy. Ui dễ vậy. Ê, tính ra là mình lắp đồ toàn bị fail thôi mà mình vẫn thắng lại. Ôi còn một con nữa. Vãi, mình tưởng hết rồi chứ. Ê, chưa biết nha. Mình tưởng hết rồi nhưng mà hình như là chưa. Nhưng mà vẫn thắng này. Ồ không mất con nào luôn ạ. Vãi trưởng ạ. Ui, đồ nhiều thực sự. Nhiều đồ thực sự luôn đấy mọi người. Wow. Đã quá trời đã luôn. Phê phê phê. Level 22 luôn. Ngày thứ 29 rồi các bạn. Chúng ta đã kết thúc ngày thứ 29 rồi. Để xem nào. Chúng ta sẽ nhận được những cái gì. Thứ nhất đó chính là 228 ngọc lục bảo này. Hai cái đồng dởm. 12 cục sắt dởm này. 51 cục sắt xịn à. Mình nghĩ là mình cần phải làm thêm mấy cái đồ sắt xịn đấy. Bởi vì là mình thấy là mình dư hơi nhiều sắt xịn này. 19 cục vàng xịn này. Ui 22 crystal các bạn ạ. Mình thấy là dạo này mình cũng đang dư hơi bị nhiều crystal nha. Cho nên là có thể là sắp tới mình sẽ gọi là sử dụng nhiều crystal hơn một chút nhá. Chứ bây giờ mình để dành nhiều quá nó hơi phí này. Một bản vẽ vũ khí mới này. Một cái đít cung này. Cái này chuôi kiếm đúng không? Thêm một cái đít cung nữa này. Hình như là cái này là cái con tép này này. Hình như là để gắn vào mấy cái khiên thì phải. Còn cái này là một cái đuôi kiếm này. Một cái gậy à. Cái này là không, cái này hình như là cái cây mà nó nối giữa những cái của cây giáo với nhau thì phải. Nếu như mình nhớ không nhầm mấy cây nó nối với những cái giáo với nhau này. Còn cái này chắc là mũi tên. Đây, cũng là cái này, cái cây nối những cái đốt giáo. Chả biết cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Cái đốt à? Hay là cái gì? Các bạn có nghĩ ra cái tên thì hay không?
gọi là cái đốt đi đấy, cái đốt này. Cái này là cái tay cầm, trời ơi, cái tay cầm nó nổi nổi này nhìn nó thấy ghét rồi. Với một cái chuôi kiếm nữa, chuôi kiếm kim cương này, nhìn cực kỳ ngầu loài luôn các bạn. Đấy, nói chung là đồ đạc cũng khá là ok. Rồi, và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng cái clip đây thôi nhá. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.